Xin kính chào quý vị và các bạn, em Xuân Hùng. Hôm nay thì xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chiếc xe số tự động đến từ Hàn Quốc, xe nhập khẩu nguyên chiếc. Vâng, thưa các bác, thì trước mắt các bác đây là một chiếc xe Daewoo Maglus, một chiếc xe phân khúc hạng D. Chiếc này thì là số tự động nhé, số tự động máy 2.5 máy xăng. Vâng, thưa các bác, đây là một dòng xe VIP phân khúc hạng D, mình ngang ngửa với Camry đây. Vâng ạ, các bác nhé, thì giá thành của chiếc xe này bây giờ cực kỳ rẻ luôn, khi chúng ta mua thì nó rất là đắt đấy ạ. Bây giờ xin giá chiếc này vẫn đang chào bán cho quý vị các bạn với giá chỉ có 135 triệu đồng nhé. 135 triệu đồng thôi thì chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe số tự động mà phân khúc hạng D đẹp như thế này rồi. Xe được trang bị lớp sơn màu đen cũng như là la răng đúc được mạ chrome rất là đẹp các bác thấy nhá. Sơn xi cực kỳ đẹp luôn, form dáng ngon, máy móc con này thì cực kỳ chất lượng nhé, số má ngon nhá. Vâng, các bác nào đang có nhu cầu mà mua cái dòng xe số tự động tầm tầm tiền mà tầm hơn 100 triệu thì có thể là alo trực tiếp cho em Xuân Hùng để sở hữu chiếc xe này nhé. Em sẽ quay một vòng xung quanh để cho các bác xem với cái form dáng con này nhé. Xe biển 19 Phú Thọ mà màu đen, xe thì cũng nguyên zin, không đâm đụng, không lỗi lầm, xe thì các bác mua về sẵn đi thôi nhé. Vâng ạ, một chiếc xe màu đen mà số tự động như thế này lịch lãm nhé, đi lại gia đình cực kỳ ok luôn. Chiếc xe này là được trang bị động cơ 2.5 cho nên là nó ăn xăng hơn với cái dòng xe khác. Nhưng mà các bác anh mua những xe này thì các bác mua được là công nghệ nhé. Các bác có thể nhìn là từ la răng này, thì la răng đẹp này nhé. Rồi thì sơn xi bóng soi gương được luôn. Các bác thấy không? Đấy, sơn xi bóng soi gương được luôn này. Form dáng cực kỳ đẹp, các cái đường gân nổi giật rất là ngon luôn nhé. Mắt đèn sáng, đấy, form dáng mà xe này rất là dài, đầm chắc dài rộng, chạy cực kỳ đầm luôn. Vâng các bác ạ, thì một chiếc xe Daewoo Maglus, nó là cái dòng xe VIP của Hàn Quốc rồi. Đấy, biển 19 Phú Thọ nhá, có cái logo là như kiểu là của con Rolls Royce luôn. Đấy, ok luôn ạ. Mắt đèn thì sáng và sơn xi thì đẹp các bác nhá, không có một lỗi nhỏ gì. Vâng ạ, thì với chiếc xe như thế này về sẵn đi. Và bây giờ thì em sẽ quay bên phần nội thất bên trong này các bác này. Nội thất thì các bác nhìn nhá, từ tablo. Đấy, từ tablo nhá, xe thì cực kỳ đẹp luôn. Gương kính chỉnh điện đầy đủ. Đấy các bác nhỉ, gương kính chỉnh điện này, rồi tablo nó rất là sạch sẽ đẹp luôn, màu vàng nhé. À, đây là cái chỗ mở cốp này các bác, đấy, ấn nó mở cốp luôn. Xe là trang bị là ghế chỉnh điện nhá, ghế lái chỉnh điện này vẫn còn hoạt động rất trơn tru và ngon lành luôn. Đấy các bác ạ, dài ghế da nguyên zin. Đây rồi. Vô lăng túi khí bàn phím nhá các bác này. Đấy rồi. Xe thì đài vẫn là đài đĩa nguyên theo xe, có cả đài băng này các bác ạ, vẫn nguyên đài băng theo xe từ trước giờ, điều hòa tự động auto. Đấy, chỉ cần ấn nút auto là nó chạy thôi, rất là tiện, nó sẽ tự phát cái độ lớn nhỏ và là tự mát, nó sẽ giảm đi các bác nhé. Đấy, đây là những cái xe đẹp, túi khí hai bên này, rồi tablo thì đẹp sạch sẽ, ghế da nguyên zin, ghế da nguyên zin theo xe luôn, số tự động tích sắc nhá. Đấy, trần này, trần vẫn là trần để nguyên bản theo xe này. Một chiếc xe đời 2005 thôi mà đẹp nguyên zin như thế này các bác ạ, thì nó rất là hiếm. Đấy các bác nhé, rất hiếm luôn. Đây em cho các bác xem này. Ghế da rất đẹp luôn, gần như là ghế da zin theo xe, cực kỳ chất lượng. Đấy, vẫn ngon lành, không có một lốt xước với gì. Đây, sơn xi đây. Đấy, cửa sau này. Các bác đi xem cửa sau đấy, khoang lái này. Khoang này rất là rộng luôn nhá các bác nhé. Một chiếc xe VIP mà phân khúc hạng D. Đây là một chiếc xe giá rẻ nhất trong cái phân khúc mà số tự động như thế này, 205 mà đang bán có 135 triệu đồng rồi. Các bác ạ, 135 triệu đồng nhé, xe zin toàn tập luôn. Đấy, la răng đúc lốp đẹp. Đây em sẽ mở cốp sau cho bác xem này. Đấy, con này cốp cực rộng nhá. Đây gọi là chúng ta mua công nghệ đấy. Đây, các bác có thể xem cái phần lốp ở dưới. Đấy các bác nhé. Đây, cho bác xem lốp dưới này. Lốp dự phòng đây ạ, vẫn là la răng nguyên bản. Đây các bác có thể nhìn này, từ 2005 mà còn đẹp như thế này. Đấy, đẹp như 2015-16 luôn, chất lượng luôn các bác nhé. Đẹp như 2015-16, các bác có thể xem trực tiếp. Các bác nào đang có nhu cầu mua chiếc này đến alo trực tiếp cho em Xuân Hùng nhé. À, đây nó có cái đĩa này, có cái đài 6 đĩa này. Đấy, các bác đấy, ấn vẫn là hoạt động, nhưng mà chắc cái này giờ không còn hoạt động lên nữa rồi. Thôi em cứ để về đây thôi. Đấy nhé, đấy. Vâng ạ, chiếc này quá đẹp luôn. Em sẽ đóng cửa xuống và đây, biển 19 Phú Thọ nhé. Cửa giá im phắp, không có một vinh mo gì. Sơn đây các bác nhìn, sơn bóng này, rồi la răng đúc nhé, lốp đẹp cả dàn luôn.
Đấy, đặc biệt là cái gầm nốt này không có han mọt cái gì luôn ạ. Đấy, chất lượng không? Một chiếc xe phân khúc hạng D, VIP, số tự động, nội thất thì rộng rãi, sạch sẽ, đẹp như thế này. Đấy mà chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. Các bác nào đang có nhu cầu nhá các bác nhé. Alo trực tiếp cho em đi ạ. Phân khúc này có hơn 100 triệu thôi, các bác ai cũng có thể mua được. Nhưng mà nó sẽ không phù hợp cho các bác mua về để chạy dịch vụ taxi nhá. Đây, về táp ly táp lô, còn cánh chừa các bốn cánh thì cực kỳ ngon lành luôn. Đây, ghế da ngon lành này. Đấy, ghế da rất cứng nhá, nó chạy rất ít cho nên ghế da của nguyên zin. Chưa bị làm sao cả đúng không nhá. Đấy, táp ly táp lô đẹp. Rồi, con này thì cực kỳ ok rồi. Không phải bàn cãi về chất lượng nữa, con này giá nó quá là rẻ luôn. Đấy, xe này các bác nhá, thì 2005. Form dáng rất là chuông chắn đẹp và trông nó rất đường trường xe nhá, rất trường xe. Được chưa? Bác nhá, bây giờ em sẽ quay vào đây, em sẽ giật cái capo cho bác xem. Đây. Để vào em giật cái capo để cho các bác xem về máy nhá, về máy. Và xe này thì máy móc chạy cực sướng luôn. Không có bị làm sao cả, máy êm ru, máy 2.5 chạy cực bốc, cực khỏe. Đây ạ. Em sẽ giật cái capo cho bác xem. Capo này nó có hai cái ti chống nhau nhá. Đấy. Có hai cái ti chống lưng nhẹ thôi, không có gì khó cả. Đây máy đây. Nhá, máy chiếc này thì êm ru luôn, không có một tiếng động gì, máy êm ru. Và chiếc này thì quá ok các bác có thể mua về đi gia đình cũng được, đi công vụ công việc, đi ngoại giao rất là đẹp. Nó là dòng xe VIP còn nguyên zin hết, không có đâm đụng va chạm gì, máy ngon gầm bệ chắc chắn các nhà, máy ngon gầm bệ chắc chắn luôn. Các bác nào đang có nhu cầu mua cái dòng xe này nhá, thì alo trực tiếp cho em, giá thì cực kỳ rẻ, chỉ có hơn 100 triệu thôi các bác ạ. Hơn 100 triệu thôi là chúng ta đã mua được một chiếc xe này rồi. Vâng các bác nhá, thì đây là chiếc xe Daewoo Maglus đời 2005 với phiên bản số tự động, em đang chào bán cho bác với giá 130 triệu đồng. Bác nào đang có nhu cầu mua xe alo trực tiếp cho em Xuân Hùng nhé, số điện thoại 0789 323 799. Xin chào và hẹn gặp lại.